không tì vết nhá. Đây là chủ nhân của cặp loa đây rồi. Anh đã đặt một cái hàng âm thanh thật và hôm nay hàng về đã quy trùng lên âm thanh thật đã quản lý cho anh luôn. Anh Thắng nhá. Đây là anh Thắng đã được lên tự quy trùng một cặp loa Bốt 601 Seri 3. Anh cũng chờ đợi cũng rất lâu rồi. Anh chờ đợi rất lâu rồi. Cái tâm huyết của anh bỏ ra. Hôm nay âm thanh Đức Hạnh về được hai cặp đẹp không tì vết để cho quý vị và các bạn lựa chọn. Vâng, đây anh Thắng là anh đã đến tận cửa hàng vừa về. Anh đã được khui thùng một cặp Bốt 601 Seri 3. Quá xuất sắc. Nó thành cái hạnh quay chi tiết cặp loa 601 Seri 3 vừa về. Bây giờ nó không nhẹ đoán đâu, làm trong nó không nhẹ đoán. Anh Thắng này đẹp không anh? Quá đẹp nhỉ? Quá đẹp. Đấy, đây là một vị khách đã đặt của cửa hàng âm thanh Đức Hạnh cặp Bốt 601 Seri 3. Vâng, hôm nay có về được hai cặp Bốt 601 Seri 3 và rất nhiều những cặp loa nghe nhạc đã cập bến tại cửa hàng âm thanh Đức Hạnh. Và xin thông báo với quý vị và các bạn cặp loa 4344 đang trên đường về. Chắc tầm sáng mai là cặp loa đó về đến cửa hàng. Vâng, đây những cặp loa nghe nhạc và những cặp loa B3 đã về đến cửa hàng âm thanh Đức Hạnh và điện tử Quang Ngọc. Tiếp tục cặp loa Bốt 601 Seri 3. Vâng, hôm nay cho anh Thắng là một vị khách hàng đến trực tiếp được bóc những sản phẩm của ngày hôm nay. Quay vào trong kia kìa, đẹp trai quá, quay như này. Đẹp trai quá. Vâng, đây là điện tử Quang Ngọc nhá. Xin chào các bác nhá. Hôm nay anh Thắng là không phải thắc mắc gì về những sản phẩm mà về đến nơi đã bị mất. Hôm nay phải gọi cho anh trước. Vâng, quay lại với cửa hàng âm thanh Đức Hạnh. Quý vị và các bạn có thể, đây là một trung tâm, đây là một trung tâm rất lớn để phục vụ quý vị và các bạn trên mọi miền tổ quốc với những dòng loa nhạc nhẹ, nhạc trữ tình. Nguyện cầu ngày quê hương bình yên đưa tôi về. Vâng, âm thanh Đức Hạnh xin dừng clip tại đây để tiếp những đoàn khách đến từ các tỉnh thành khác nhau và bóc những kiện hàng để thông báo cho quý vị và các bạn trên mọi miền tổ quốc được biết. Vâng, âm thanh Đức Hạnh xin kính chào tạm biệt quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các clip tiếp theo.